À, hướng dẫn encode bằng MeeGui. À, các bạn vào link tinyurl.com/otakumano. Mình tắt hết mấy kia nè. À, trước hết là những phần mềm cần phải có của một translator, editor và cả encoder. Trước hết là IGSub. Các bạn vào My Computer, chuột phải Properties. Nếu là 32 bit thì tải 32 bit, còn 64 thì tải 64 bit về. Ở đây mình xài 32 bit. À, phong UVN, UTM, SFO mà nhóm Otakumano fansub chúng mình tổng hợp. À, ở đây mình có rồi nên khỏi tải. À, nhưng mà mình chưa cài, thôi thì cài luôn. IGSub mình có sẵn rồi nên cũng chưa cài, không cần cài. Đây, phần này là phần quan trọng. Nếu là Windows 7 thì phải cài cái này. Đây là gói phần mềm dùng để xem bất kỳ video nào trên Windows Media Player. Mà Windows Media Player mà đọc được chương trình nào thì những phần mềm khác cũng sẽ đọc được y như vậy. Ở đây mình ghi phiên bản, phiên bản này là 5.4.4.0, nhưng thật ra đây là bản mới nhất truy cập đến trang chủ trên Shopedia. Rồi kế đến là Avicin. Đây là cái cần phải có đối với MeeGui. Đây, đây cũng là phiên bản mới nhất. Lúc nào cũng là mới nhất nên không sợ bị lỗi thời. Và bây giờ là MeeGui. Và đây là một cái phần rất quan trọng đối với MeeGui, vì nếu không có thì chúng ta không thể encode audio được. AAC là định dạng mà bất kỳ file MP4 nào cần phải có, không thể mà video là MP4 mà audio là MP3 hoặc là AC3 được, buộc phải là AAC. Đây, Nero AAC đây. Và đây là bộ dữ liệu của MeeGui. Tới như đó là xong phần tải. Và bây giờ bắt đầu cài đặt. Trước hết là cài đặt. Cái này thì mình có rồi nên khỏi cài. Còn cái này là gói codec dành cho Windows. Các bạn lưu ý cài cái này xong rồi mới cài Avicin để tránh lỗi xung đột. Đây, Special Offer là những phần mềm mà
Cái gói codec này đề nghị nếu không mà thường thường là quảng cáo rác nên có thể skip hoặc là cancel. Cái offer thì đừng bao giờ bấm next nữa. Rồi. Và bây giờ bắt đầu cài. Để chắc chắn là sẽ được cài hết thì làm theo như mình đây. IVSyn thì cứ mở sẵn đi. Rồi xong cái con cá mập đó thì cài IVSyn cũng được. Và nếu như hiện ra cái này thì các bạn làm theo mình. Cái này thì mình cũng không biết giải thích như sao, mình hiểu mà không biết giải thích. Nhưng mà cứ làm theo mình là được. Ở phần config thì FFD show decoder. Cái này không quan trọng. Audio thì 2.0, còn những bạn nào xài 4 loa hoặc 5 loa thì có thể lên watt loa hoặc là 5 speaker. Nếu không thấy FFD show như ở đây thì cứ xài Halley hoặc LAV. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên dùng LAV. H264 thì ưu tiên FFD show. Nhưng mà đừng chọn DSPA tại không phải ai cũng có cái này đâu. Cái đó là của các màn hình. MKV LAV. Chọn này, đừng chọn dưới này. Nó là AC3, một số máy không đọc được cái codec âm thanh đó. Đây. Tắt cái này đi. Coi như gần xong rồi đó. FFD. Cái này khỏi, em không có ai xài, ít ai xài cái này lắm. Rồi, FFD. Ở đây có nhiều lựa chọn. Để mình xem. Đây, chọn này. Rồi, tới đây coi như xong. Giờ tới AVSyn. Kết thúc cái mập đã. Xong. Và bây giờ là MeGUI thì mở ra. Mình khuyên các bạn nên chuyển qua ổ D hoặc ổ E chứ đừng để ổ C, không thì mất luôn á.
cài lại máy là mất luôn. Ở đây mình có Megua sẵn rồi, nhưng thôi kệ, cứ xóa và cài lại. Đây. Megua. Chọn hết luôn. Và đây phần quan trọng mà mình nói đến là cái Nero. Các bạn cho vào cái folder Megui, cho vào cái chỗ này luôn, cái folder gốc luôn, và cái on pro, cái on profile các bạn cứ xóa hết đi, và sau đó mở cái này lên chép, chép hết vào, đừng có chép cái này vô mà là hãy chép mấy cái bên trong. Bây giờ bắt đầu mở Megua lên, nhưng trước hết thì phải tạo lối tắt ra desktop. Các bạn đừng thấy hình này mà ham trai đó. Hiện cái gì cứ ok. Mình tắt bớt. Đây, trước hết phần quan trọng nhất lúc nào cũng là âm thanh. Nhưng mà ở đây chưa cài Nero, chưa chỉ dẫn đừng dẫn tới Nero, thì hãy cài Nero trước bằng cách vào cái này, rồi chọn Nero. Đường dẫn là ổ D Megui Nero AAC. Đây là phần mà ít ai biết đến, đó chính là thí dụ máy 2 nhân thì chỉnh lên 2, muốn lên nữa không được đâu. 3, 4 nhân hoặc là 8 nhân thì cứ chỉnh lên, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Còn đây là số lần Megui encode lại. Thường thường nó bắt buộc phải encode tới 2 lần thì nó mới rõ và đẹp được, không có chỉnh xuống 1 lần được đâu. Và phần đây, luôn luôn sử dụng AVSync. Bắt đầu công việc của Megui một cách lập tức thì không có cần. Chỉ nào xong hết đó, thì lát hồi mình hướng dẫn cách bắt đầu mà tùy chỉnh, tự chỉnh sao. Đây là bắt đầu encode khi mà mới mở lên, không cần. Sẽ xem video, xem trước video sau khi mở cái sau khi là nhập cái phụ đề vô cũng không cần. Đây, và đây là mức độ ưu tiên dành mà máy tính dành cho Megui, nên để normal. Những RAM 4GB thì có thể lên trên cái normal. Normal là bình thường, upper normal là
trên mức bình thường. Và bây giờ là phần cũng quan trọng không kém, đó là được tạo đường dẫn xuất ra của file đã được encode, thì OD và tạo folder mới. Ai có rồi thì thôi, còn không có thì make new folder và chọn nhập vô là encode hoặc là cái gì đó để tự nhớ dễ nhớ. Còn đây là chọn dung lượng. Thường dung lượng anime là 24 phút thì cỡ 250 đến 260 MB. Còn nếu như 480p, cái lúc nãy là 250 MB là cho độ phân giải 1280 x 720, còn độ phân giải đuôi là 480 thì có thể để là 125 hoặc 150 cũng được, có nhiều mức lựa chọn, nhưng mà trước hết là phải có hai cái này lưu lại. Chọn như thế, đây là tool anim, tool có nghĩa là anim hoạt hình trong tiếng Anh. Anime tool thì cứ để là high quality, là chất lượng cao. Và với chỉnh phần quan trọng là MP4, ban đầu mình cứ nhầm để lại MKV hoài, và sau đó tắt để cái Nero AAC á, âm thanh nó phát huy tác dụng, rồi mình mới chọn được. Chọn Nero AAC, bạn nào thấy chuộng về âm thanh muốn chất lượng cao thì tầm 128 hoặc 256, nhưng mà mình thường để 96 là vừa đủ nghe rồi, nên chọn là M4A. Như thế là xong phần cài đặt, tắt và mở lại để Megu tự lưu. Không thì mỗi lần mở lên là phải chỉnh lại thì hơi bị phiền. Và bây giờ tới phần encode bằng bằng cách cho file MKV vô. Xem. Ví dụ mình để tập 19 thì đa số các bạn hay quên cái phần âm thanh, thì lúc nào cũng phải để vô trước, vô âm thanh trước rồi hãy video, có thể kéo thả hoặc chọn kéo thả vào hoặc là chọn rồi xem trực tiếp. Máy của mình là do vấn đề cài đặt nó có vấn đề, tại vì một lần mình cài mấy cái phần mềm convert khác thì không hiểu sao cái này nó tự ra tiếng Anh này, nên nếu bình thường thì máy các bạn sẽ không có tự nạp phụ đề đâu. Để mình chuyển nó sang không có phụ đề. Những bạn nào mà lỡ nó tự hiện ra phụ đề thì mở bằng
MKV Tunis và chọn MMG. G có nghĩa là phần nhập tất cả các file vào MKV, video, âm thanh và phụ đề. Để các bạn làm quen thì đây là video, đây là audio và đây là phụ đề. Để những chỗ này, khi nó tự nạp phụ đề thì muốn tách ra thì phải bỏ cái này, bỏ cái phụ đề ra. Nơi xuất ra chính là nơi có chứa video gốc, và thường thường nó sẽ có tự tạo cái tên mới là một. Chỗ vô lại giờ thì hết rồi nhé. Qua filter, chọn progressive và short is anime. Cái này chắc không cần chọn đâu. Và chọn full D nè. D Torah cơ. Và đây là tập 19. Nên preview trước. Preview thì nó mới nạp phụ đề vô được. Vì mình là editor nên đây chính là cái phần của translator, còn dưới này là mình edit. Mình chưa xóa cái phần translate nên nó hiện ra hai cái như vậy. Và bây giờ lưu lại. Audio thì đã xong rồi. Và bây giờ auto encode cho nó tự động encode 250 MB. Q là lên lịch để làm việc. Khi xong hết trong chuyện lúc nãy mình nói vì sao không nên bắt đầu ngay lập tức sau khi mình bắt tạo công việc, tại vì rất có thể sẽ có nhiều người mà encode 2-3 tập hoặc là 4-5 tập liên tục, nên phải đợi xong hết rồi hãy start luôn. Và nó xuất ra chính là D encode. Sau khi xong thì nó sẽ ra cái tên file là vừa gọi là xong phần tượng trưng. Sau khi encode xong sẽ có cái file định dạng là cái tên file và cái gạch nối must là đã trộn vào file mp4. Như thế là xong. Và bây giờ chỉ việc xem thành quả và đăng lên thôi. Còn một lưu ý quan trọng đó chính là tên file video. Không thể nào mà có những ký tự tiếng Việt như thế này được. Đây là sau khi mình
encode xong mình rename nó như vậy thôi á. Khi mà encode á thì muốn encode thành công á thì đừng bao giờ để tiếng Việt, hoặc là thí dụ như là có những bạn xài Firefox thì cái download, có nhiều khi mấy bạn xài bản tiếng Việt là nó không ghi chữ download mà là tải về thì nó là tiếng Việt rồi, thì không thể nào encode được. Đến đây hết, chúc các bạn thành công.